Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Xin được kính chúc cho toàn thể cô dì, chú bác, quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Thì những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những cái thông tin tiếp theo liên quan tới cái vụ việc của thầy Thích Minh Tuệ. Thì những ngày hôm nay, sáng hôm nay thì thầy Thích Minh Tuệ, thưa quý vị, là thầy không đi khất thực và cũng để lại cho bà con nhân dân cũng rất là nhiều người đến đảnh lễ nhưng mà không gặp được thầy, và cũng có một số người cũng rất là buồn mọi người ạ, cũng đã chuẩn bị tươm tất để mà cúng dường cho thầy, nhưng chính vì ngày hôm nay đông quá cho nên là thầy không đi khất thực được. Thế thì tất cả mọi người ai cũng rất là buồn, thế nhưng mà buồn trong cái vấn đề là không gặp được thầy thôi, thế còn rất là hoan hỉ mọi người cũng lại ra về bình thường, thì hôm nào cũng vậy, cũng rất là đông như mọi người. Thế còn về vấn đề hôm nay ấy, thì sau khi mà cô Hằng cô ấy lên tiếng nói về thầy Minh Tuệ thì mọi người ạ, thì ngay lập tức cũng có những cái đánh giá của một số cha bên Công giáo, mọi người nhá, một số cha bên Công giáo, ví dụ như là cha Hồng, cha cũng đã đánh giá về thầy Minh Tuệ rất là hay. Thế thì mình cũng mong rằng gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin này để cho quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe những cái ý kiến của cha Hồng khi mà nhận định về thầy Thích Minh Tuệ nhé. Mình xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Có nhiều người nói rằng là hiện tượng của Thích Minh Tuệ là ngàn năm có một lần, thì mình cứ bỏ qua cái vụ việc như là họ thổi phồng vì chế độ hoặc là họ làm để dập tắt những cái thành phần xấu trong xã hội, là những cha, những sư thầy mà cứ tiếp tục lợi dụng người dân để xin cúng dường. Thì cha nghĩ là cái sự kiện này xảy ra, cái hiện tượng này xảy ra thì nó đặc biệt như thế nào đối với người dân Việt Nam và đối với nhân loại, thưa cha? Con nghĩ đó nó có tầm dốc đặc biệt rất là quan trọng, nhưng mà con không biết đánh giá nó như thế nào hoặc là cái khả năng nó như thế nào, nhưng mà cha nghĩ nếu mà ông được sống ở một đất nước tự do mà ông làm như thế này và có hàng triệu người theo như thế thì nó sẽ ảnh hưởng gì, thưa cha? Cái nhìn riêng của mình thôi, nó hạn hẹp, nhưng mà mình thấy ông bắt đầu có ảnh hưởng quốc tế. Dạ, yeah. Con thấy dạ. Nó rõ ràng lắm rồi. Người Ấn, mấy người Ấn, mấy nhà sư của Ấn yeah. Độ đó, rồi các sư của Triều Tiên, của Nhật Bản cũng đã quan tâm. Yeah. Bởi vì cái sự kiện mà từ ngày Đức Phật viên tịch hay là nhập Niết Bàn rồi, yeah. thì không có mấy người thực hiện được. Yeah. Cái hạnh đầu đà này, yeah. nó cũng là một cái hay, mà không hiểu ở đâu cái tâm tình nào đánh động cái nhân vật gọi là sư Minh Tuệ này để ông thực hiện, yeah. mà ông thực hiện một cách chân tình, thành thật với hết cái lòng của mình, đem trái tim của mình ra để thực hiện, và cái đó là cái giá trị. Yeah. Cho nếu có pha một chút gian dối hay giả hình thì trước sau gì cái kim nằm trong bọc nó cũng đâm ra. Nó cũng lòi ra, dạ. Yeah, yeah. Do yeah. đó cái giá trị mà anh Trường Giang muốn nói đó, cái giá trị chính là nơi cái sự chân thành với một quả tim muốn thực hiện cái điều mà mình ước mơ. Yeah. Cái đó đáng quý. Và nếu cái đó nó có thật như vậy, tại vì mình không biết, thời gian nó sẽ thay, nó sẽ thử thách. Yeah. Nếu nó là sự thật thì cả thế giới người ta ngưỡng mộ. Chứ không phải riêng mình đâu. Người ta sẽ ngưỡng mộ một con người đang sống bình thường, khỏe mạnh, chứ không phải không? Nhưng mà rồi dám đi theo cái mà Đức Phật đã từng theo. Ừ. Thấy không? Cũng hay hay đó anh Trường Giang. Dạ. Cho nên tôi gọi đó là một hiện tượng. Đúng. Đúng là một hiện tượng, vì không biết bao nhiêu năm nó mới xuất hiện được lần. Mà bây giờ lại thấy có mấy cái kinh lấy gương mặt của mình để đi quảng cáo thuốc đau dạ dày, thuốc tiểu đường, vân vân, nói cho vui, mình không yeah. trách ai, nhưng mà rõ ràng để trở lại vấn đề, trong một trong những chia sẻ của mình lên trên mạng đó là nói về thầy anh Lê Anh Tú đó, tức yeah. là thầy Minh Tuệ. Yeah. Tại vì mình nhớ tới một câu anh nói xuyên tôn giáo, nó đúng, bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đi thuyết trình ở Nam Mỹ có người đã gài ngài và hỏi: thưa ngài, tôn giáo nào đối với ngài là number one, tốt nhất?
Tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy tìm thấy câu trả lời, Ngài trả lời. Ngài cười và nói, đối với tôi tôn giáo nào giúp tôi sống hạnh phúc, biết hoàn thiện bản thân, biết liên hệ với người khác trong sự hài hòa về công bằng bác ái, biết tôi tìm đến một cái chân lý và gọi là thiện mỹ, thì tôn giáo đó là tốt nhất. Nghĩa là tôi tóm tắt chưa hết cái ý của Ngài, tôi chỉ tóm tắt. Như vậy đối với tôi không phân biệt tôn giáo. Ngày hôm qua trên phi trường, đi từ Úc sang cho tới Los Angeles ngày hôm kia, tôi có gặp một người mặc một y phục và cái nón là chức sắc của Hồi giáo. Tôi cũng đến, tôi bắt tay, tôi hỏi và tôi nói, đây có phải là bộ y phục để chứng tỏ you là một người clergy của Hồi giáo? Ông nói, ồ sao biết? Nói, ờ tôi có học hỏi biết chút. Thế là nói về tôn giáo, hỏi tôi là cái gì, tôi nói là tôn giáo, là linh mục. Thế là hai bên nói chuyện với nhau vui lắm. Đó là một ví dụ tôi nói, có nghĩa là đối với tôi không có ranh giới. Hồi nhỏ bên cạnh nhà tôi là chùa mà. Cho nên đi học về là có thể phần lớn thời giờ chạy qua bên chùa chơi và phá bên đó. Không sao. Nhưng bây giờ lớn lên, trở lại vấn đề của thầy Minh Tuệ, tôi thấy cái tâm của người Việt mình đó, nói riêng đó, chứ không phải dám nói chung, nói riêng dân Việt thôi, nó có một cái khao khát về tâm linh. Bằng chứng là nếu có những người dẫn dắt về tâm linh, dù là dẫn dắt sai, người ta vẫn ùng đi theo. Người ta lẫn lộn giữa tâm linh với mê tín, có nghĩa là có cái khao khát. Cho nên khi hiện tượng Thích Minh Tuệ xuất hiện thì nó đánh động đúng cái tâm lý khao khát về tâm linh của con người, nó nằm sâu bên trong. Mà nên nhớ, trong những xã hội mà tôn giáo càng bị áp bức thì cái tâm linh đó, cái khao khát đó nó càng mạnh. Cho nên nhiều cái quốc gia mà cứ tưởng sẽ tàn phá tôn giáo là chắc ăn. Xin thưa quý vị, bất kỳ tôn giáo nào càng tàn phá thì nó càng phát triển trong nội tâm con người. Có dịp là nó bộc lên. Cho nên người ta có dùng hình thức khác tinh vi hơn là người ta làm hư cái tôn giáo đó. Chứ người ta không bắt hại. Cho nên ai, tôi nói vậy là quý vị hiểu. Ai có một kinh nghiệm một chút về những cái cách để phá các tôn giáo của một số nhà nước trên thế giới ngày nay còn sót lại một nhóm thôi, thì ai cũng hiểu. Do đó hiện tượng Minh Tuệ, Ngài đã đi mấy năm rồi sao không ai moi móc gì ra, không ai tìm, không ai thắc mắc. Đến một lúc cao trào nào đó, có lẽ có người đã xúi, người ta đi theo để thổi phồng cái đó lên, để che giấu một hiện tượng khác đang xảy ra trong xã hội là sự tranh giành quyền lực trắng. Toàn dân đang theo dõi một ngày một vị sư thì sẽ không để ý đến những chuyện trong nội bộ chóp bu người ta có giành giật tranh chấp. Anh Trường Giang đồng ý với tôi. Đó là cái nhìn của tôi. Tôi không có rành về chính trị, nhưng tôi thấy khi mà người ta thổi phồng một cái gì lên trong đoàn người đi theo sư Minh Tuệ, tôi chắc chắn phải có những người của một thế lực được người ta cài cắm vào để thổi phồng lên, đưa hình ảnh lên để ru ngủ dân chúng. Đó là cái nhìn của tôi, có thể tôi sai. Nhưng mà rõ ràng là trở lại vấn đề cốt lõi là Minh Tuệ xuất hiện thì nó đánh động nhiều người. Và nó là một cái kính chiếu yêu, tức là cái kính chiếu vào là quỷ nó lòi ra, yêu tinh nó lòi ra. Cho nên bên nhà Phật gọi là cái kính chiếu yêu. Khi mà một người khao khát tâm linh như vậy xuất hiện thì những người lợi dụng tôn giáo để mà tạo đời cho mình hay một lý do nào khác đương nhiên sẽ khó chịu và xuất hiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, người ta kể câu chuyện một cái đêm mùa đông lạnh kinh khủng mà bão tuyết cũng thổi đến, một vị ẩn sĩ, tức là một người đi tu trong một góc núi nào đó, không chịu nổi cái lạnh đó nên đã tìm thấy ánh sáng của một ngôi chùa và đến gõ cửa xin được vào trong cho đỡ lạnh. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì lạnh
áo quần rách rưới bám đầy tuyết. Vị tăng sĩ canh giữ ngôi chùa không nỡ để ông đứng ngoài trời, cho nên mở cửa cho ông vào và nói một cách rất quả quyết: ông có thể nghỉ đêm nay trong chùa, nhưng chỉ đêm nay thôi. Ông nên nhớ đây là một đền chùa chứ không phải là một trại tế bần nhé. Ngày mai khi trời đã sáng lên, ánh nắng đã mọc, đã chiếu lên và không còn bão tuyết, ông phải rời khỏi nơi đây ngay. Vị ẩn sĩ kia cũng chẳng nói gì, cứ vâng lời. Rồi đêm đến, màn đêm buông xuống cái lạnh khủng khiếp. Giữa đêm, vị tăng sĩ nhìn thấy bên chánh điện có ánh lửa. Ông đi sang, ông chứng kiến một cảnh tượng khác thường mà ông không thể nào nghĩ là nó xảy ra được. Đó là cái người ẩn sĩ mà ông cho vào trú một đêm lạnh đó đang ngồi sưởi. Lửa đâu mà sưởi? Ông ấy nhìn lên bàn thờ thì cái tượng Phật bằng gỗ đã mất rồi. Vị ẩn sĩ đó rất điềm nhiên trả lời: tôi không thể nào chịu nổi cơn lạnh, nó cắt da cắt thịt, nên tôi đã dùng tượng Phật để nhóm lên đống lửa này, và bây giờ tôi thấy ấm hơn. Nghe thế, vị tăng sĩ quát lên thật to: ông khùng rồi sao? Ông có biết ông làm một cái điều gì xúc phạm lắm không? Đây là một tượng Phật nhé, và ông đã thiêu đốt Đức Phật Thích Ca của chúng tôi. Rồi đùng đùng bỏ đi. Ngày mai ông phải rời khỏi nơi đây ngay. Sáng sớm hôm sau, vị tăng sĩ thức dậy sớm để đi vào mời cái vị ẩn sĩ đó rời khỏi chùa. Thì thấy ông cứ khơi khơi, lấy cái đầu gậy khơi khơi trong đống tro. Ông làm cái gì vậy? Ông đi ra khỏi đây ngay. Vị ẩn sĩ nói: tôi đang cố tìm những cái xương sót lại của Đức Phật, vì Ngài bảo tôi là tôi đã đốt nguyên một Đức Phật Thích Ca tối hôm qua, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa tìm thấy cái xương nào. Thì dĩ nhiên là ông kia đuổi đi. Rồi mấy ngày sau có vẻ thấy mình hơi lố, vị tăng sĩ đi gặp một thiền sư lớn tuổi, khôn ngoan. Khi nghe kể được nửa chừng thôi, vị thiền sư đã nhìn chỉ tay vào mặt tăng sĩ đó mà nói: ông là một tu sĩ không xứng đáng. Ông xem một bức tượng vô tri vô giác quý hơn mạng sống của một con người. Ông không phải nhà tu đâu. Ghê quá hả? Đó là câu chuyện trong sách Thiện. Một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của Chúa Giê-xu chính là cuộc xung đột mà chúng ta vừa mới nghe đó, giữa những người gọi là có thế giá trong xã hội Do Thái lúc đó, đặc biệt là những người biệt phái.